Chào các con, cô rất vui mừng là hôm nay cô lại hướng dẫn cho các con một bài tập lý thuyết nữa ở trang số 15. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đối với bài 1 thì chúng ta sẽ viết cái gì? Hãy viết các ký hiệu tên nốt ở dưới mỗi nốt nhạc. Thì ở khóa sau này chúng ta đã học hai nốt rồi là nốt Do và nốt Re với ký hiệu là C và T. Bây giờ thì các con cùng tìm nốt C là nốt Do này. Nốt Re thì chữ T này các con điền vào nhé. Ở bài 2 thì chúng ta sẽ viết những nốt Re theo sự chỉ dẫn. Nốt Re ở khóa son thì chúng ta cần phải viết nốt với sát dòng kẻ như thế này đúng không? Thì ở ô đầu tiên các con sẽ viết Re tròn. Ô thứ hai thì các con viết hai nốt Re trắng. Còn ô thứ ba các con viết 4 nốt Re đen. Còn ở bài thứ ba thì chúng ta hãy điền ký hiệu của nốt nhạc dưới mỗi nốt này. Thì ở khóa pha chúng ta đã đọc học hai nốt rồi là nốt Do và nốt Si. Thì nốt Do vẫn ký hiệu là chữ Si thôi, còn nốt Si thì chúng ta ký hiệu là chữ Bi. Thì chúng ta sẽ điền. Nếu nốt nào tên là Si thì chúng ta điền chữ Bi vào và nốt Do thì chúng ta điền chữ Si vào ở phía dưới nốt nhé. Đối với bài 4 thì cô sẽ hướng dẫn là viết những nốt Si theo sự chỉ dẫn. Nốt Si ở khóa pha thì chúng ta cần check lại bài học trước xem là mình đã học nốt Si. Thì nốt Si được viết với khóa pha như thế nào thì chúng ta viết vào đây. Ô đầu tiên thì chúng ta sẽ viết nốt Si tròn. Ô thứ hai thì chúng ta sẽ viết nốt Si trắng, hai nốt Si trắng. Và ô thứ ba thì các con sẽ viết 4 nốt Si đen. Thế còn ở bài thứ 5 thì chúng ta sẽ có bài tập là nhìn vào phần luyện tập này. Đầu tiên là chúng ta hãy vẽ vạch nhịp cho đoạn nhạc sau. Vạch nhịp ở đây thì chúng ta phải chú ý đến nhịp 44 này. Nhịp 44 là nhịp có 4 phách trong một ô. Thì chúng ta sẽ cần phải làm phép tính cộng cho được 4 phách sau chúng ta sẽ vạch nhịp. Ví dụ như là Đô này là 2 phách và Rê này là 2 phách. Thì 2 cộng 2 đã được 4 rồi thì cô sẽ viết vạch nhịp ở đây nhá các con, cô sẽ viết vạch nhịp và cô sẽ kéo vạch nhịp từ trên xuống dưới thẳng cả hai khuôn nhạc khóa son và khóa pha này. Các đoạn sau các con cũng thế, cũng phải làm phép tính cộng, khi nào đủ 4 phách thì chúng ta sẽ vạch nhịp. Việc thứ hai là chúng ta hãy viết little names, nghĩa là ký hiệu nốt nhạc cho mỗi nốt nhạc này ở từng nốt phía dưới nhé. Điều thứ ba là các con hãy viết time values, nghĩa là các con sẽ viết số phách của nó. Số phách là như thế nào? Nốt trắng thì là 2 phách, chúng ta sẽ điền số 2. Nốt đen 1 phách, chúng ta sẽ điền số 1. Hay nốt tròn 4 phách thì chúng ta sẽ điền số 4 ở chỗ đó. Và sau khi các con làm bài tập xong, các con có thể gửi về trung tâm hoangvan@gmail.com. Cô Hoàng Vân sẽ chấm và sửa bài cho các con nhé. Chào tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.